Chị bỏ ra đây cho hình cũng lại chị. Còn gạo không? Gạo không? Cái này còn phần để có rau rồi chị, có rau rồi. Có rau rồi. Thầy thiếu gạo. Tại em đang ở trong đây. Chị nhận cái mấy chị, ra bên nhà đi chị. Xong hết rồi đó. Không, có cho hình chưa? Ủa, hồi nãy ta để đây lấy rồi mà. Chú rồi chú ra bên nhà rồi. Dạ dạ rồi chú ra bên nhà dùng đi chú. Dạ rồi. Giữ gìn sức khỏe nha chú. À, chào cô chú anh chị. Dạ thì sáng hôm nay thì em với anh em tiếp tục sẽ đi phát 300 phần quà. Và hôm nay sẽ phát 2 điểm, một điểm ở Thủ Đức và một điểm ở Bình Tân. Và hôm nay thì mấy anh với mấy chị đang cho cải với dưa leo. Thì hôm nay gồm có cải, dưa leo, gạo. Và một tí nữa thì có những gì thì em sẽ cập nhật tiếp ạ. Và đây là số dưa leo. Thì sáng nay thì bạn Nghĩa bạn mới vừa đi mua về, cũng như là cải thìa cũng rất còn tươi ngon, dưa leo rất là ngon luôn cô chú anh chị. Dưa cải rất là ngon. Hello anh em. Chào. Thì hôm nay thì nhóm tụi em sẽ đi lên hướng Thủ Đức để mà phát quà cho bà con. Thì hôm nay là một phần quà gồm có cải và mì, gạo và cũng như là nước tương của chú anh chị. Rồi em xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành ạ. Rồi đi Minh ơi. Chị thì bây giờ cái chốt phòng nổi của nhóm tụi em sẽ vào trong để mà phát quà cho con, cũng như là có chị công an thì chị cũng thay đồng phục để mà dẫn tụi em vào bên trong để mà phát quà cho con. Rồi xe sẽ chuẩn bị vào bên trong. Ờ mình nay cứ mặc áo mưa thiệt có mưa hả? Tại cái áo bảo hộ này mình cắt cái đít rồi. Dạ hả? Em chào cô chú, thì hiện tại ở bên trong thì cũng đang rất rất. Hiện tại là mới đây là khoảng mười mấy ca dương tính. Thì ở bên trong cực kỳ nguy hiểm và tụi em sẽ mặc bảo hộ rất là kính để mà bảo vệ an toàn nhất để mà có thể vào bên trong tận sau bên trong để mà phát quà cho bà con ạ. Thì ở trong thì mấy cô chú chị đang tiếp tục vẫn là chờ để mà test Covid. Anh em kỹ lưỡng nha. Dạ thì bây giờ em sẽ đi bộ vào bên trong. Thì khu này là mới đây, mới vừa test mười mấy ca dương tính. Em sẽ vào tận nhà để mà phát cho bà con luôn. Đây nè, để trên bàn này đi. Ở trong tổng bao nhiêu phòng? Bao nhiêu? Dạ sao cô? Phòng nào còn người thì tụi em phát, còn phòng nào mà có cái ổ khóa là không phát nha. Bây giờ mỗi người đi một dãy, ở đây có tổng cộng 6 dãy lận. Rồi cái chữ màu đỏ đỏ thấy không? Cái chữ màu đỏ đỏ đó rồi mình đi. Sao bây giờ là tụi em đi một dãy hết rồi không qua dãy thứ hai? Phan, đi dãy cuối cùng trước đi em rồi dạ. đi ngược lại em hiểu không? Dạ. Không Phan, Phan anh chạy lên tăng tiếng nữa. Chọn cái chữ màu đỏ nè, chọn chữ màu đỏ. Trong đây mới vừa test xong đã 18 ca dương tính. Thì đây là cái đường cùng của chú chị. Ở đây là mình phải chờ bao nhiêu? 72 phần.
phòng đúng rồi, anh Tiến hỏi. Vậy bây giờ mình cứ hỏi một phòng, mình cứ để trước cửa cái phòng. Nhà nào mà bớt một cái thì không có phép. Đợi chị thôi. Mình cầm tận tay mình đi vô luôn đi. Nhưng mà biết sao không? Sợ cái nhà người ta phát cửa, người ta đang đi ra lấy mẫu á anh. Anh cứ phát đầy đủ cho em số 2 luôn, tại vì những người ta ra lấy mẫu người ta cũng bóp ổ khóa. Nên anh cứ để trước cổng vậy nè. Còn người nào có người á thì mình chụp hình. Người nào có người thì mình chụp hình. Dạ. Nè, chụp rồi cho chúng này một phần trước nè. Ê. Dạ. Chú nhận cho chị phát giúp em chị. Rồi chú ở nhận cho chú. Chị nhận cho chị đó được kìa. Để cho em chụp hình. Rồi. 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 Để chị làm chú ơi, cái phòng chú đâu chứ về đó chú mà họ có phát tận phòng. Để cho cửa đi. Rồi lấy về đi. Ai xách cái xe xách. Xách tới hồi gà ấy sao? Nè. Để chú xách cả đây con xách gà này nè. Rồi. Chị ơi chị ra cho nhận không em ơi chị. Chưa rau, chưa rau, chưa gà, từ chưa xong chưa nghe. Chưa đủ. Dạ cái đó chưa có gà luôn. Rồi chị nhận cái chị. À, chị để con trang vô đã, để con trang vô giùm em. Rồi lỡ rồi chị. Rồi. Chị đứng chụp tấm hình nha chị. Rồi. Thì ở đây thì ca dương tính mới test mười mấy ca của chúng chị. Thì ở đây thì bà con ở nhà trọ thì đã đóng cửa hết rồi. Dạ, à được rồi chị nhận. Rồi, cô nhận, cô ăn ngon miệng nha. Cô giữ gìn sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ rồi, con chụp xong rồi cô. Dạ rồi, cô. Dạ, xong lâu rồi, dạ. Bây giờ là anh em nào cầm rau, thịt gà, mình cầm đều quá. Mình cứ đứng ở ngoài đóng coi đi Minh. Có chuyện gì nhỉ? Dạ, được rồi chị. Rồi chị. Đại diện một người đeo khẩu trang ra giùm em đi để chụp hình nha. Cho gà với mày không tiếc trong phòng đây nữa nè. Tại vì cái lùi này nó đi là như lùi cua á. Gạo với mày, gạo với gà vô. Đây nữa nè. Gạo với gà. Ở đây là những phần quà để ở đằng trước cửa nhà. Thì hiện tại thì bà con đang đi test Covid. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài xe để mà tiếp tục Đây đủ không? Có cần gì không? Đủ chưa? Dạ thì hiện tại thì bà con thì cũng đi test Covid nên là những cái phòng
nào khóa cửa, và những phòng nào mà khóa cửa về về quê thì có chị công an ở đây thì cũng rất là nhiệt tình dẫn tụi em vào tận bên trong. Đây là chị công an đây. Rồi, chúc anh ăn ngon miệng, giữ gìn sức khỏe anh nha. Rồi, chúc em ngon miệng nha, giữ gìn sức khỏe không. Cái kia nó không có dễ kia, nó dễ. Cái đi lùn thôi, nó luôn lắm. Còn hai phần dục ở đây cho nó gỡ, nó nhẹ tay. Có gì em gọi điện cho nó, cho nó về lấy cái gì. Tối nó về. Phần thứ hai có còn ở không? Không, dạ. Không, dạ. Không, ở đây có bốn thôi, rồi đi tiếp rồi, đây. Không, đi đường kia xuống đó chị. Đi lên này đi. Mặc đồ lịch sự ra chụp tấm hình đi em, mạnh thường quân. Thôi nhận nhận được cũng được hả chị? Rồi. Có Dạ. Rồi. Dạ. Lầu phòng 12 là có lầu á. Ai có để dạ thì hiện tại dịch bệnh thì sẽ để mì và những lương thực ở phía bên ngoài để cho bà con ra nhận ạ. Dạ thì bây giờ anh em sẽ tiếp tục chạy xe trở lại. Thì ở đây từ đầu hẻm này ngay cái cô đứng đó ra tới đây mà có 3 giải phòng trọ thôi mà đã là 18 ca dương tính và tiếp tục ra test nên là rất là nguy hiểm luôn của chúng chị. Rồi. Đưa anh mang cái gì bột gạo đi. Gạo đây ha. Hộp bột anh cầm một con tay cầm không nào. Có gạo rồi. Có gạo. Lao ra sớm. Nhận đi mấy chị, đem đi nhà đi mấy chị. Xong hết rồi đó. Ủa, chú rồi chú đem đi nhà rồi. Dạ dạ rồi chú đem đi nhà dùng đi chú. Dạ rồi. Giữ gìn sức khỏe nha chú. Mình đưa anh cái gì nhẹ nhẹ mình. Đưa nó ngay ngay cái lỗ rồi sao xỏ. Rồi, con có rau rồi cô ơi. Rồi. Con nhận 2 bịch rau á. Thì hôm nay thì em vào tặng bên tay. Rồi mấy anh nhận đi mấy anh.
nhận đi. Dạ. Rồi nhận đi anh. Dạ. Dạ rồi á, đủ rồi ạ. Có gà rồi chưa? Đây có gà chưa? Đó. Lấy rồi hả? Chưa có cái này có chưa? Phòng này cái nãy đưa rồi. Con phòng này không có. Có gà chưa? Đây, cho thêm bịch gì đó. Gạo. Gạo mì. Một phần mới đủ. Hai, con phòng này nữa. Phòng này. Phòng nghỉ mà. Có cái này tết, này dạ. Chị kêu là có người. Rồi. Là cho hai phần gạo, hai phần ăn sơm. Rồi đây. Hai phần gạo mới đủ. Rồi, đi tiếp rồi, nhận đi mấy chị. À, nhờ mọi người có gì kêu phục ngay ở phòng nào kêu lấy giùm chị nha. Dạ. À, kêu lấy giùm nha. Có ai đó ở đây nhưng mà đều giúp đâu á. Rồi, hát tăng nữa, xong. Thủ. Rồi, xong đi vậy nha. Dạ. Rồi mấy chị giữ gìn sức khỏe nha. Giờ thật giờ em sẽ đi qua khu dãy trọ khác để mà phát cho bà con. Hiện tại ở đây thì có rất là nhiều ca ở cả F0 nên rất là căng thẳng. Nên là cũng không có tiền mấy chị nhiều. Một cô chú anh chị xem ủng hộ tụi em. Bây giờ thì xe sẽ đi ra ngoài đây. Vô nhà anh thoát từ nhà vô nhà hết đi. Dịch bệnh. Vô nhà đi. Cứ để cái thề đi, còn để gạo. Chị sẽ lấy gà, mọi người. Ê, gà một bịch này hết rồi hả? Gà một bịch này hết rồi hả? Em phải còn trâu đâu trong nữa chị. Gà một bịch này hết rồi hả? Nhẹ, gà còn nữa không? Còn. Lấy đi. Phải đủ chứ đâu có. Người có người không được. Đúng rồi, tại em tiếng hỏi chị là tính số phòng thôi nha, chứ chị không có tính số người đâu. Dạ. Phòng số 2 là không ai ở hả? Rồi cứ để ngoài đi để ngoài đi chắc ngoài chắc là đủ đi rồi hả nhận. Không có. Cải cho cải vô, cải có chưa? Từ khi nào mà có mà cải rồi anh nhận mẹ luôn nha. Rồi đã chú ơi, đã còn nhận ra nó để hồi chú ấy vô tao quên á. Cứ để yên đó nha chú. Để yên đi. Để yên đi khi nào có rau chú nhận con luôn. Người như nhau quá chị. Có ra chưa? Chưa. Ủa chưa ra mà. Chưa có ra sao? Có rồi, nhận vô chú. Rồi. Có là cái vô đi. Rồi nhận đi em. Đủ rồi. Cảm ơn anh. Sáng nay có để gì chưa? Cái này hình như. Cái nào mà đủ hả nha, đem vô mấy anh chị. Không này sao ta? Chị ơi, ở phòng này từ nãy giờ có nhận gì chưa chị? Phòng này nãy giờ có nhận gì chưa? Hả? Nhận gì chưa? Cho thêm phần rau. Rồi xíu rau này nè, lấy vô. Bên này có là đủ là thở không? Ở dưới. Để tí chị, để cứ ra hỏi giận mình thôi. Dễ biết á, cho đủ rồi, chứ ngồi xíu à. Có gà chưa? Chưa. Rồi. Đây, mình mang. Ở cái này gà chưa bắt? Chưa, mình lại chưa mở cửa. Rồi, hà phải lấy vô để mình biết, mà mình biết, mình biết. Mình xin đủ lại, xin con ra nó đem vô.
tiếp rồi. Chị ơi, chị rau không chị? Đây rồi. Chưa gì đem vô sớm vậy? Em vô là không có biết. Chị có cái gì rồi? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi, ba thằng đủ rồi. Ở đây có phần số mấy nào? Có này nhỏ mà. Có này có, không có hả? Anh có gì là coi, có gà chưa? Chưa, chưa, chưa. Anh chưa có gà đâu, anh chưa có gà đâu. Gà lấy vô vậy. Gà đây, gà đây, gà đây, anh chưa có gà. Cho con xem một phần vậy. Đâu, chỗ nào gà đâu? Đây. Thôi, một phần. Rồi. Bên này có gà chưa? Đây. Rồi. Bên này có gà chưa? Đây rồi. Bà lấy vô để câu, để cái này đủ độ rồi. Rồi. Gà đây. Đem khẩu trang vô con, để nhận chụp hình. Thấy thiếu đây. Một bịch bịch gạo hả? À, thiếu gạo. Thiếu một dưới, một dưới. Thiếu một gạo, à, hai gạo với một rau nữa. Đúng rồi. Mọi người ơi, lẫn hàng. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Bà được ba, đi ra lấy mẫu mai, biết là họ còn ở không? Có phòng đề nghị hôm nay còn ở đây không? Hôm nay nó không có, hình như là nó không có. Rồi, ok. Bây giờ thì em sẽ đi ra ngoài để mà mấy anh em chuẩn bị chuyển rồi vô tiếp. Rồi, đúng rồi. Rồi, đi tiếp thẻ chưa? Chưa, chưa, rồi, rồi. Rồi xong rồi chị ơi, nhận em ơi chị ơi. Rồi, rồi nhận đi em, rồi xong rồi. Rồi giữ gìn sức khỏe nghe em ơi anh chị. Rồi, rồi con giữ gìn sức khỏe nha. Rồi rồi. À, dạ thì một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã đồng hành cùng em để mà chia sẻ thương cho bà con ạ. Hiện tại ở chúng ta thì khu vực rất là nhiều. Nên bây giờ tụi em sẽ tiếp tục đi ra ngoài. Thật sự là ở đây thì đang rất là nguy hiểm luôn cô chú chị. Mỗi người một mùng một loại cho nó dễ khỏi bị lộn mà. Từ từ anh ơi, để khi nào đủ rồi rồi em gọi nhận luôn nha. Để em rồi mấy anh chị từ từ nhận nha, để tụi em xong đủ hết rồi tụi em ra kêu mấy anh chị ra nhận nha. Đưa anh ít cái gì cầm đi mình. Cái gì? Gà hả? Gà cũng được. Rau không chúng cầm nhiều hả? Ăn canh đi. Rồi rồi. Cái chừng nha. Kỳ. Mọi người coi chừng không con kỳ nó trơn chỉ kìa. Còn ai một. Không bắt chừng con kiên không cần lấy không để đâu có lấy rồi chị. Dạ, từ từ dẫn cho tới chị. Bây giờ mình có gà, mình cắt gà trước đi. Ủa, bây giờ chưa tới gì hả? Dạ. Để gà ở ngoài đi chị. Thôi đợi xíu nha, còn hai cái nữa rồi hãy lấy nha. Được rồi, bên đây. Bên này cái cô. Đi về quê à? Có người ở không? Có người ở. Còn bên này? Đây cũng có người ở, mà nó đi làm rồi, nó mà, ở đây dịch cái nợ với công trình luôn. Nhưng mà tối nó có về không? Không. Ở công trình luôn chị ha, cho không phá chị. Ê, vô nhà đi con, dịch tới nha. Bé này đi test à, hai đứa nhỏ. À, đi test rồi. Không, có, phòng đó, không có.
xóa sao không phát được. Hôm nay cũng không luôn. Hôm nay cũng không luôn. Là công trình mà. Rồi, cô ơi, phòng có bé, cô dẫn bé vô nhà trước đi cô, để hồi tại vì của con cũng đi ra ngoài đường nhiều quá. Chị, phòng ở dưới này là còn mấy phòng ở? Mấy người ở? Chị, phòng ở dưới này mấy phòng người ở? Đây, phòng em, đây một phòng. Phòng này hả? Đây, đây phòng người dưới. Phòng kia, phòng này có người ở không? Mấy đi đường quay à? Còn không, giờ còn hai phòng nữa thôi. Hai phòng gì? Đây, còn thật. Từ từ cô, từ từ vô tới. Rồi, cái đó xong rồi để mình lấy phòng gà cho. Rồi, bà con nhận đi, bà con nhận nha. Đi ở không ai á, không có ai đây á. Phá người ta phá trong á. Được rồi. Từ từ đây con thiếu con gà. Mình có đủ chưa? Đủ chưa? Đủ rồi. Chị, chị có để nó để chụp hình đã xong rồi. Dạ, rồi, có nhận đi cô, xong rồi, con nhận qua xong hết rồi. Rồi, có còn phục nào thiếu không em? Dạ, hết rồi. Rồi, rồi xong rồi. Rồi, mang vô cho chị. Rồi, mọi người lấy vào giùm mình nha. Mọi người ơi, lấy vào giùm mình nha. Dạ, anh chúc chị sức khỏe à. Đây là cũng là tấm lòng của các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã gửi đến bác Ba để mà bác Ba chia sẻ thương cho bà con mình đó chị. Dạ, em chúc chị giữ gìn sức khỏe chị nha. Dạ. Bây giờ là không khí ở ngoài khoảng khoảng 1 giờ chiều thì trời rất là nắng và nhóm em sẽ tiếp tục phát những cái phần quà còn lại trên xe đến cho bà con của mình từ đầu hẻm tới cuối hẻm thì khoảng có 200m thôi mà hiện tại bây giờ đã là 18 ca dương tính và bà con đang chờ rất là đông, không biết là sẽ như thế nào nữa cô chú anh chị. Mấy phòng này có phòng nhỏ này. Mình chia ra đi, phần này chia ra đi. Sáu phần luôn à? Sáu phần ra luôn à? Sáu phần, còn bảy phần. Còn bảy phần thôi. Rồi cho 5 phần đi, phải ăn ngủ à? Con ngủ à, nhận đi cho con. Cho anh nó bịt gạo nữa. Ờ, nhà con gạo ăn không? Nếu mà toàn để nhiều người khác, tại vì mấy cái chỗ khác hết rồi em. Tại vì em là đại lý gia mà em nhường cho các bạn đó. Có nhận vậy bên em, bữa giờ có nhận chưa? Có nhận nhưng mà re chậm hơn á. Re xuống là con kia bán hết. Thì tôm mà cũng bán hết cho bọn em cũng re sâu á. Hoàng không ăn hả? Dạ. Ờ để anh tí nha, chị còn gà nữa. Ở này có người ở không ạ? Không có hả? Của mình có gà đúng không? Gà đủ hả? Gà đủ. Gà thiếu rồi, bây giờ có cái gì thì phát cái đó thôi. À, thiếu không chị? Ừ, thiếu gà nhưng mà thôi, có cái gì phát cái đó. Dạ. Chị con, hình như gà hết luôn anh à. Dạ. Còn này có rồi. Phòng này cách ly rồi nên không có. Phòng này chưa có rau. Phòng này cách ly. Phòng này F0 luôn hả? Chưa, F0 mới phát hôm nay à. Giờ F0 lâu rồi chị. F0 lâu nhưng mà kết quả PCR người ta là lúc đó cái nồng độ virus nó chưa có là dương tính, em hiểu không? Nhưng mà hai bạn này là bữa là bị đầu tiên xong rồi xuống bệnh viện test ở dưới luôn mà. Thôi, nhưng thì mình quay ngược lại cái còn
Đây có gà chưa? Rồi, rồi anh chị em ăn rồi. Có gà chưa? Hết rồi. Hết rồi. Giờ, giờ có gì cho nấy thôi chứ. Ờ, giờ có gì cho nấy thôi em ơi. Rồi đi, còn hai phòng mình cho nó cái vậy đó. Ờ, thôi, để chưa. Để quý phá rồi thôi, để nghe. Ở đây có phòng nào còn có phòng nào không? Mà chưa có lấy cái gì không em? Dạ có, nhưng mà cho em một phòng này thôi. Ừ, rồi đó. Cảm ơn. Ừ. Phòng này có ai chưa nhận cái gì chưa? Phòng cuối cùng. Dạ, ok. Ừ, nhận đỏ đi nha. Cảm ơn chị gái. Ừ, nhận đỏ đi. Rồi, khi nào có đâu rồi khách tiếp nha. Khi nào có thì khách tiếp. Rồi, đó là... Dạ, em cũng cảm ơn chị à. Ừ, chị cũng tụi em cảm ơn tụi em. Giữ gìn sức khỏe anh chị. Dạ, cảm ơn ạ. Ê, mày là Đạo phải không? Dạ. Không. Rồi, mình đi ra. Rồi. Khoan ơi. À, dạ thì nhóm của em cũng đã phát quà cho bà con xong rồi, cô chú chị. Em cảm ơn chị tên gì ạ? Thảo. Chị Thảo à? Đã đồng hành cùng em. Chị Thảo, cảnh sát khu vực phụ trách ở đây. Dạ, dạ rồi, cảm ơn chị Thảo. Ừ. Dạ, em hẹn gặp lại cả nhà. Ừ.